Đó. Vâng. Vâng. Đúng rồi, cái cổng đúng rồi, cái xe của chú là phải dài dài, phải cổng to. Đây chú ngoài kia chú kìa. Nó ở ngay đây này. Đây 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 đây. Đây cô chú ra ngoài xem chụp ngoài kia kìa. Đây cháu chuẩn bị thuốc để ấy dần, để bắn dần ấy, đến lúc ngồi uống nước là vừa, bởi vì là cái này phải chờ một lúc nó về. Vâng, cháu gây mê. Đây cái con sát chỗ cô đến ấy. Vâng. Đấy, con sát chỗ cô đến ấy, chú cứ ra chú xem đi, chú chụp ảnh đi. Đó. Vâng, đấy đấy chú ạ. Đây anh ấy luôn đi, lấy luôn cho nó có thời gian để mà ngồi uống trà uống đồ. Cho rơm vào luôn, chỗ để ở trơn đó. Đây để chị bỏ rơm vào cho khỏi bị như này không? Cảm giác nó buồn ngủ dần lên phòng cô. Hay là chưa hiện tượng gì hay là lại rơi ra? À. Bố Hiền nhặt cái đấy vào thấy con thuốc á. Cái kia mà như kiểu kiếm ấy. À thế là hết sạch rồi đi. Đẩy vào hết. Thế mà cái hơi bẩn thì phân tán đi. Nhiều quá. Liêu riêu rồi. Liêu riêu rồi, giống cô hôm trước.
ngoài đi, không theo ngoài lại, chỉ có vẫy tay thôi. Mai gọt một con hay là một kia đang bị mất. Chưa kịp bấm ra đã bị mất. 10 phút nữa, 10 phút nữa thì là mình ngủ hả? Thương nhỉ, gì gì không? Bao nhiêu như thế này, tặng tiền nó dãy đũa, nó kỳ. Cái này cái sừng thì nó đỡ đau, vì cô chú biết là kể cả cái cắt cái kia cắt nó mà xong nó vẫn ăn ngay chứ bỏ lắm. Gáy rồi. Gáy rồi. Gáy rồi. Gáy rồi. Gáy rồi. Trực tiếp nha. Gáy á. Gáy rồi bác ạ. Gáy rồi. Gáy nóng lực nặng đầu năm là mấy năm sau đấy mỏng năm tới tầm này hoặc là trước tầm này món này là hơi muộn đấy. Một năm bắt đầu ra đầu đời. Cắt đi, à quên ấy đi để mẹ. Đưa đây đây.